như chiếc kim chỉ nam, giúp bạn vừa có thể tìm thấy hướng đi của chính mình, sống đúng với bản chất, đồng thời vẫn có thể phát triển những kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo. Qua việc tìm hiểu giá trị và động lực của bản thân, chúng ta có thể thành công và hạnh phúc bằng cách sống đúng với bản ngã của mình. Cuốn sách này dành cho ai? Những nhà lãnh đạo muốn cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Bất kỳ ai muốn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Những ai cần thêm một chút hỗ trợ, động lực để đạt được mục tiêu. Bill George, giáo sư chuyên ngành quản trị thực tế tại trường Đại học Kinh tế Harvard, đồng thời là một trong những giám đốc ở ExxonMobil, Goldman Sachs và Novartis. Bên cạnh đó, ông còn là cha đẻ của cuốn sách bán chạy nhất, Lãnh đạo tích cực. Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng những vị lãnh đạo tài giỏi đều được trợ giúp bởi một thế lực siêu nhiên nào đó. Họ thông minh, nhanh nhạy, sáng suốt và có thể đưa ra những quyết định vượt trội hơn hẳn tư duy của những người bình thường. Không hẳn vậy. Sau khi phỏng vấn 125 vị lãnh đạo tài giỏi, tác giả đã rút ra kết luận rằng họ cũng bình thường như bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, họ có những giá trị đặc biệt mà không thể gói gọn trong những từ ngữ điển hình, đi liền với khả năng lãnh đạo, như tầm nhìn hay tài năng. Bằng việc tìm kiếm và đi theo bản ngã của riêng mình, họ biết được đâu là điều quan trọng nhất và tập trung vào nó. Theo cuốn sách, khi thế giới dường như đảo lộn và mất kiểm soát, bản ngã sẽ chính là thứ giúp chúng ta đứng vững, sống đúng với con người thật của ta. Bạn sẽ khám phá ra tại sao một chuyến đi câu ngẫu hứng có thể mang lại động lực cho người đứng đầu dơ gáp. Nguồn cảm hứng đã thay đổi như thế nào đến quan điểm về khả năng lãnh đạo của Oprah, nữ hoàng truyền hình. Tại sao những nhà lãnh đạo giỏi luôn đủ lý trí để nhận ra thiếu sót của chính bản thân mình? 1. Dùng chính câu chuyện cuộc đời bạn như một nguồn cảm hứng và đam mê để trở thành nhà lãnh đạo tuyệt vời. Các mối quan hệ và trải nghiệm xảy ra đều viết nên những câu chuyện riêng cho cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo giỏi hơn người khác ở điểm, họ tận dụng tối đa những câu chuyện tưởng chừng như vô nghĩa ấy. Howard Schultz, người sáng lập ra Starbucks, là một minh chứng điển hình. Khi bố ông bị mất việc, cả nhà cũng mất đi quyền lợi được chăm sóc sức khỏe. Mẹ Schultz khi ấy đang mang thai. Từ đó cả nhà phải sống cuộc sống lẫn trốn chủ nợ của những khoản tiền bố ông vay để mẹ dưỡng thai. Schultz đã tự thề rằng sẽ thay đổi điều này nếu có cơ hội. Cuối cùng, Starbucks đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp quyền được chăm sóc sức khỏe cho cả những nhân viên làm việc bán thời gian. Có thể nói rằng, câu chuyện thời thơ ấu đã trở thành chiếc chìa khóa giúp Schultz trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ. Ví dụ như trường hợp của Richard Clarkin, cựu chủ tịch của General Mills Foundation. Sống trong sự nghèo khổ và phân biệt đối xử, người phụ nữ da màu Richard vẫn có thể giành được học bổng và sau đó là trở thành tiến sĩ nhiệt hóa học. Mong ước lớn nhất của bà là mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo khổ, giúp họ vượt qua sự phân biệt màu da và giới tính. Nguồn động lực ấy đến từ chính những năm tháng nghèo khổ, chính bản ngã luôn muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình của bà. Điểm chung của những nhà lãnh đạo tài giỏi là họ thường quan tâm và coi việc giúp đỡ người khác là trách nhiệm quan trọng nhất, chứ không phải tiền bạc hay danh vọng. 2. Việc tự cho mình là trung tâm vũ trụ có thể khiến bạn lạc lối. Có 5 kiểu lãnh đạo dễ đánh mất chính mình, đó là kiểu người khôn lõi, người sống theo chủ nghĩa cá nhân, người hám danh, người đơn độc và những người thành công chớp nhoáng. Đầu tiên là người khôn lõi, họ gần như không ý thức được bản thân và cũng không có lòng tự tôn. Một khi đã đạt được mục đích, họ cũng sẽ hoàn toàn quên đi những người đã giúp đỡ mình trước đó. Tiếp theo là những người sống theo chủ nghĩa cá nhân. Tuy là lãnh đạo, nhưng thay vì có trách nhiệm với tập thể, thì mục tiêu lớn nhất của họ là mang về nhiều lợi ích nhất có thể cho bản thân. Họ sẵn sàng hy sinh sự thịnh vượng lâu dài của công ty cho quyền lợi ngắn hạn của bản thân mình. Người hám danh là kiểu tiếp theo. Động lực lớn lao nhất của họ là quyền lực, sự tán thưởng, ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Với những người làm việc đơn độc, thất bại lớn nhất của họ đó chính là không thể tìm được những người đồng hành thân thiết. Họ luôn cố ép bản thân phải trở thành kẻ mạnh nhất. Khi quá tập trung vào công việc của bản thân, họ không nhận ra mình đang dần tự tách ra so với mọi người. Cuối cùng, những vì sao vụt sáng hay những người thành công chớp nhoáng thường sẽ không có một cuộc sống cân bằng. Đi kèm theo những thành công quá chóng vánh từ thất bại là hàng loạt rắc rối trong công việc và cá nhân, khiến họ ngập trong công việc mà không có thời gian dành cho gia đình và bạn bè. Hãy luôn tự nhủ rằng, cụm từ lãnh đạo không hướng về bản thân chúng ta, mà là tạo động lực cho mọi người thể hiện bản lĩnh của mình. 3. Mang lại sức mạnh cho người khác mới là nhiệm vụ của những nhà lãnh đạo thực thụ. Lãnh đạo không phải là khả năng ép người khác làm theo những gì ta muốn, mà là tạo động lực cho mọi người khám phá hết tiềm năng của chính bản thân họ. Tuy nhiên, những là lãnh đạo
thường phải có một trải nghiệm thực sự sâu sắc và đáng nhớ, thì họ mới nhận ra chân lý này. Ví dụ như Oprah Winfrey, trong một show truyền hình của mình, cô đã phỏng vấn người phụ nữ từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ. Trong suốt buổi phỏng vấn, cô gái chỉ nhớ về những ký ức kinh hoàng ngày bé. Thậm chí cô đã hoàn toàn bị những cảm xúc tồi tệ đó đánh gục. Buổi phỏng vấn đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Winfrey. Cô nhận ra rằng, sứ mệnh lớn nhất của mình là giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ, thay vì chỉ theo đuổi mục tiêu cá nhân. Hầu hết các nhà lãnh đạo thực thụ đều từng có những câu chuyện mang tính thay đổi suy nghĩ như của Winfrey. Sau đó, họ mới thực sự nhận ra nhiệm vụ của mình. 4. Nếu tự nhận thức được bản thân mình, bạn sẽ không phải lo chuyện lạc lối. Thực tế, bản thân mỗi người là một tổng thể phức tạp của những tính cách và yếu tố tác động khác nhau. Vì thế, chúng ta cần nhận thức được giá trị cốt lõi của mình để luôn hành động theo con đường hướng đến bản ngã riêng. Để nhận thức được bản thân, chúng ta cần biết mình mạnh ở điểm nào, tính cách đặc trưng và hứng thú của mình là gì. Khi có nhận thức đúng đắn về bản thân, chúng ta sẽ tự tin về chính mình hơn rất nhiều. Một ý nghĩa quan trọng khác của việc tự nhận thức là chúng ta sẽ phát hiện ra lỗ hổng của chính mình và từ đó tìm những nhân tố sẽ bù đắp chúng. Với Nate Bargatze, cựu giám đốc của Agile, tự nhận thức là yếu tố quan trọng nhất để ông xây dựng một nhóm làm việc hiệu quả. Bargatze biết rằng, tài chính kế toán không phải là thế mạnh của mình, vì thế nhân viên xung quanh ông đều là những người rất thành thạo trong lĩnh vực này. Ngược lại, việc thiếu nhận thức về bản thân sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, ví dụ như trường hợp của David Bostrack, cựu giám đốc của Charles Schwab. Khi còn là người đứng đầu trong một nhóm nhỏ, ông luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ, nhưng không hiểu tại sao mọi người vẫn có thái độ hằn học với mình. Và kết cục là, ông thực sự sốc khi bị cấp trên đánh giá là không đáng tin, vì các đồng nghiệp cho rằng Bostrack chỉ cố gắng thu lợi ích về mình. 5. Luôn giữ vững giá trị và nguyên tắc riêng của mình. Bên cạnh việc tự ý thức bản thân, chúng ta cũng cần tìm ra những giá trị và nguyên tắc, làm nên phong cách lãnh đạo của riêng mình. Điều gì quan trọng nhất với bạn? Điều gì sẽ luôn giữ bạn hành động đúng chân mực? Hay điều gì mà bạn có thể làm để giúp đỡ người khác? Nếu bạn biết những yếu tố nào sẽ tác động đến cuộc sống của mình, đã đến lúc bạn xây dựng những giá trị và nguyên tắc làm nên phong cách lãnh đạo riêng. Quan trọng nhất, những giá trị và nguyên tắc sẽ là yếu tố cốt lõi quyết định cách hành xử của bạn. Sẽ chẳng có gì khó để duy trì những nguyên tắc ấy nếu mọi chuyện đều suôn sẻ. Nhưng nếu bạn đang bị áp lực đè nặng, ví dụ như khi tương lai, sự nghiệp hay cuộc sống của bạn đang bị đe dọa, những nguyên tắc sẽ đứng trước nguy cơ bị thay đổi. Những giá trị của mỗi chúng ta đều có thể được phát hiện và thử thách trong các tình huống khác nhau. Khi tìm thấy bản ngã, ta sẽ không cần lo đến một ngày sẽ làm mất đi giá trị riêng của chính mình. 6. Hãy tìm kiếm nguồn động lực thực sự giúp bạn khai thác hết khả năng của mình. Bên cạnh việc tự nhận thức và những giá trị cốt lõi, nhà lãnh đạo thực thụ cũng cần nguồn động lực mạnh mẽ. Vậy trước hết, chúng ta phải biết điều gì có khả năng thúc đẩy bản thân mình. Động lực được chia thành hai loại, ngoại sinh và nội sinh. Động lực ngoại sinh như kết quả cao, bằng cấp, lương thưởng sẽ được các yếu tố bên ngoài quyết định. Ngược lại, động lực nội sinh lại xuất phát từ chính những cảm nhận về ý nghĩa của sống của bạn. Nó bắt nguồn từ những câu chuyện như quá trình trưởng thành, cảm giác hài lòng khi làm tốt một nhiệm vụ hay hành động theo niềm tin của bản thân. Vì vậy, động lực nội sinh thường ẩn sâu và khó phát hiện hơn ngoại sinh. Thực tế, có rất nhiều người thậm chí chưa từng có cảm giác gì về nguồn động lực to lớn này. Với xu thế mải mê tìm kiếm giá trị vật chất, đi kèm với đó là áp lực từ xã hội, những nhà lãnh đạo hầu hết coi sự công nhận và ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh là mục tiêu phấn đấu, thay vì sử dụng những điều thực sự tạo động lực cho họ. Tất nhiên, chúng ta không cần phải từ bỏ hết động lực ngoại sinh. Để trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ, điều quan trọng nhất là biết cân bằng giữa hai nguồn động lực ấy. 7. Tìm kiếm những trợ thủ đắc lực bằng cách xây dựng những mối quan hệ lâu dài. Tất cả mọi người, thậm chí là những nhà lãnh đạo tài giỏi nhất đều cần sự trợ giúp. Những nhà lãnh đạo thực thụ hiểu rằng chính những trợ thủ thân cận là người đứng sau sự thành công của họ. Thực tế, những nhà lãnh đạo tài giỏi đều có một người hướng dẫn để góp phần thay đổi cuộc sống và giúp họ rèn luyện kỹ năng cũng như sự tự tin vào bản thân. Người hướng dẫn không nhất thiết phải khiến bạn tự hào về bản thân. Thay vào đó, họ mang lại cho bạn một tình yêu thương và sự quan tâm đủ cứng rắn và nghiêm khắc để bạn rút ra những bài học quý báu. Vì vậy, đừng ngần ngại kết bạn với những người hướng dẫn tiềm năng. Bạn sẽ luôn học hỏi được rất nhiều từ một người có kinh nghiệm và sẵn lòng giúp bạn thay đổi cuộc sống. Ngoài người hướng dẫn, những nhóm trợ thủ đắc lực cũng là một nơi cho chúng ta lời khuyên để trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi hơn.
Nhóm hiệu quả nhất là tập hợp những người gặp mặt nhau thường xuyên để nói về những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Không bắt buộc là lãnh đạo mới có thể chọn nhóm trợ thủ, bất kỳ ai đã hoặc đang gặp các vấn đề tương tự đều có thể cho bạn lời khuyên và những góc nhìn mà bạn chưa phát hiện ra. Những người có thể giúp đỡ bạn không giới hạn là một nhóm hay một người hướng dẫn thân cận, đó có thể là người bạn đời, gia đình bạn thân. Người đứng đầu có thể sẽ là người cô đơn nhất, vì thế hãy giữ các mối quan hệ thân thiết. 8. Biết kết hợp tất cả các khía cạnh của cuộc sống để có thể được là chính mình. Như chúng ta đã thấy, khả năng lãnh đạo không chỉ là cách bạn thể hiện ở nơi làm việc. Để có thể sống đúng với cá tính của mình, bạn phải biết kết hợp tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, bao gồm nhiệm vụ, gia đình và bạn bè. Nếu làm được điều ấy, dù ở công ty, ở nhà hay đi gặp gỡ bạn bè, chúng ta đều có thể sống với nét tính cách đặc trưng của bản thân. Rất nhiều người thắc mắc liệu rằng, con người có thể vừa có cuộc sống cá nhân phong phú, vừa thành công trong công việc không? Câu trả lời là có, nếu bạn nhận ra sự thật rằng, chúng ta không phải là người hùng, có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, nếu có ai đó cần giúp đỡ. Trường hợp của Chris Johnson, ngôi sao mới nổi ở Medtronic là một ví dụ điển hình. Sau khi được thăng chức lên giám đốc kinh doanh toàn cầu của Medtronic, Chris nhận ra rằng cô đã dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên mất gia đình. Sau đó, cô quyết định rời Medtronic và chuyển đến một công ty tầm trung để có thể dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Hơn tất cả, cô cảm thấy rất vui vì có thể cân bằng giữa gia đình và công việc, mặc dù phải đánh đổi một sự nghiệp lẫy lừng. Bên cạnh đó, những nhà lãnh đạo thực thụ luôn ý thức được thành công của chính mình. Đây là yếu tố sẽ nhắc nhở họ về chặng đường cố gắng chông gai, giúp họ không trở nên hậm hĩnh và tự cao. Khi ở trên đỉnh cao sự nghiệp, một trong những cách để đạt được sự khiêm nhường là tìm kiếm một nơi mà bạn có thể làm mới suy nghĩ của mình. Đó có thể là nơi bạn và gia đình đôi khi ghé qua để thư giãn, trò chuyện, giúp bạn có cái nhìn chân thực về cuộc sống hiện tại. Vị trí đứng đầu luôn đi kèm với rất nhiều áp lực, nhưng bạn hoàn toàn có thể cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Thông điệp chính của tựa sách này là, bằng việc khám phá những khía cạnh khác nhau của bản thân, bạn sẽ tìm thấy chiếc kim chỉ nam của riêng mình để luôn đi đúng hướng, luôn được là chính mình. Chúc bạn luôn hiệu quả. Comment những tựa sách bạn đề xuất review, đăng ký kênh Mikko Bookie để xem trước bản tóm lược các tác phẩm kinh điển hàng tuần. Và tất nhiên rồi, chia sẻ tóm tắt sâu sắc này tới mọi người.